mẫu là vàng. Hello, chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã trở lại kênh. Xin chúc các bạn một ngày mới an lành, vui khỏe, vạn sự như ý và gặp nhiều thắng lợi cùng thành công trong cuộc sống. Hôm nay, vợ chồng của Châu Đạt có đưa tụi mình đi dự Đại hội Thánh Mẫu La Vang tại Houston. Thời tiết hôm nay mưa từ sáng đến trưa, nên tụi mình không có chụp được nhiều hình để khoe với cả nhà. Tóc tai thì ướt nhẹp, bởi vậy chụp hình trong mưa không đẹp. Nhưng chụp được vài tấm lưu lại để làm kỷ niệm. Sau đó tụi mình có ghé Bún Bò Huế Đức Chương ăn. Vậy mời cả nhà đi cùng gia đình mình nhé. Ông á cũng chỉ không cần mình hỏi sai gì thôi à. Bởi vì mình thấy người ngủ tự nhiên hỏi sai gì. Nè, chào lại. Hello. Mời cả nhà. Mời cả nhà ăn vui một quý. Đúng rồi. Tô lớn. Đấy, cái tô lớn này. Thằng qua thằng nhỏ đó. Tô lớn nhỏ. Cái nhất là phải ăn tô lớn. Như cái tao. Tôi cũng không thiền nổi tô lớn.
vô kia đi con. Trước khi em đi em chụp dùm tấm hình nha, miễn sao thấy mọi người là được rồi. Có với lại cái mở cái nhà em muốn một cái Đức Trương à? Đức Trương này Đức Trương 2. Ai ngon không? Ngon. Có chanh á. Ăn đây chú Đạt. Bún bò với Đức Trương. Rất là đậm đà. Rất là đậm đà. Ngon. Bún bò với Đức Trương nổi tiếng ở Houston. Nước nhiều chưa? Ba ăn thấy được ba hả? Ngon hả? Đậm đà. Em đi nhớ cho rau nè. Rau của tôi. Ok, đây là tủng bò Huế nha bà con. Đồ, ngon quá. Đây tô cũng bự hơn tôi nữa. Cái tô để lên đây bự hơn mình đó nè trong. Cái gì? Cái gì 65? Mẹ tôi 65 mấy tuổi rồi. Tôi 65 tuổi là kêu tôi lên đường. Ý em hồi xưa em ăn chơi vậy lắm. Nghĩ chắc 65 tuổi. Mà cả nhà nè. Bạn ở đây mấy bô lão. Bạn đây bô lão bảy mấy tuổi không à? Không phải tại mấy người này bị trên 60 không à, thì mấy người nghe nói sợ quá. Trên 65. Trên 65. Mình thấy mình vẫn còn yêu đời, mình còn đi chơi mà, phải không? Trên 65 mà ăn được cái tô bún bò Huế hết là ok phải không? Dạ đúng rồi, cái tô này thử ăn mấy con nhỏ quen đâu có nhỏ đâu. Mời cả nhà. Ăn mặn mà thì tôi ok à, tôi chỉ sợ ăn nước lạc thôi. Này cục quyết nha. Bên trong ba ăn đó. Ở bên Nga là có cái khu phố giống Việt Nam mình ở đây mà. Ngày xưa mới có chứ giờ. Xưa mới có. Lúc đó nó gọi là phố tàu á. À phố người tàu. Dạ. Yeah. Nhưng mà tàu nhưng mà Việt Nam mình qua kiếm hết rồi. Hồi xưa đây cũng vậy thôi, hồi xưa con đường này là phố tàu à. Dạ. Yeah. Biết rồi Việt Nam mình lấn từ tàu nó chạy đi hết. Giờ nó tìm kiếm. Ông chồng tôi cũng ăn gần hết rồi nè. Cái tô gần sập rồi. Bảy mấy tuổi ăn gần hết tô rồi. Không ăn đâu. Mình bớt cái bún hoài cho bà gạo. Anh ăn cái lọc dế à. Mình lấy ra mình bỏ vô bớt bún đi. Bớt bún qua tô bắt nhau. Sau mà mình đi xuống đó mới về đấy không?
cũng đông là ăn uống rồi. Đúng rồi, thấy món hỏng ngon lắm mình. Nhưng mà con thấy hay là bả người bác ha, bả làm cho tụi tôi nha, theo ý mình. One more bowl? No. No. Ăn no chưa? No quá rồi. Mà chiều ăn tiếp, chiều tôi còn đi ăn tiệc nữa. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chúc các bạn một ngày mới an lành, vui khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Xin đừng quên đăng ký kênh, bấm like và share và cùng đồng hành với mình trong những video kế tiếp. Xin chân thành cảm ơn. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.